hôm nay là trời hơi nắng, nhưng mà mình sẽ đi một chuyến xuống Vũng Tàu để thu cho anh em để coi thôi, chưa biết thu được. Nếu xe đẹp phải thu. Thì xe của một thiếu gia, thiếu gia này hồi đợt có bán cho mình con 650, bây giờ thiếu gia lên dết ngàn, nhưng mà thiếu gia giờ chán dết ngàn rồi. Giờ thiếu gia con cũng vừa gạo, giờ mình xuống coi con dết ngàn đẹp không, thì mình thấy là đẹp đó, mua trong hãng ra đẹp lắm. Giờ bây giờ anh em theo chân mình để bây giờ mình sẽ đi coi xe lụm về cho anh em chơi ha, cũ người nhưng mà mới ta. Đó, rồi đi anh em ơi. Rồi thì let's go, mình sẽ lên đường nha mọi người. Thì trước khi lên đường thì cũng không quên đem theo đồ nghề. Đây là đồ nghề mà tiện dụng nhất mà mình hay soi xe nè. Đó. Đó. Soi thấy mọi vết quẩn luôn. Nó phải là đèn hai bóng này, nó soi nó tiện. Đèn một bóng soi nó vẫn không tiện bằng cái này nha. Cái này nó rẻ tiền thôi. Cái này nó rẻ tiền nhưng mà mình soi rất là ok. Mình chê lại tại vì mình không có quảng cáo cho mấy cái này anh em. Cái này đồ nghề. Hồi đó mình có xài đèn bóng rồi soi nó không rõ. Cái này mình soi xe thì mình coi xe rất rõ. Lâu rồi mới được quay clip cho anh em. Tại dạo này khách tới nhà bán xe, trừ khi xe mình đi tới nhà khách coi á, trừ khi là khách quen hoặc là khách quen hoặc là khách để xe giá tốt, tại vì mỗi lần đi xa lần tốn thời gian anh em. Đó, rồi ok, get go. Anh em đi theo chân của Minh Biker nha, đi coi xe bữa nay có mua được hay không nha. Theo hướng dẫn, sau đó chờ lấy cái biển á, về đây cho nó dễ. Thằng kia nó đi xa quá, nó không, cái bốt nó đánh được. Đây là Vũng Tàu nha anh em. Cái xe là đi hơi dơ nha anh em, ở dơ nha. Ở dơ. Xuống em thì nó vậy nè. Dơ. Bữa trước thì mấy người kia bóng vậy. Xe mà anh đi dơ vậy khó chịu quá. Không mấy, do gần đây mưa quá. Lúc á, đây quay gần đây. Lúc á, mấy ông đi lên mua xe cũ á, thì mấy ông đòi cho sạch. Rồi khi mà bán xe á, giao cho người ta xe dơ như cứt. Các chuyên gia, mấy ông chơi xe chuyên gia vậy đó. Quay đồng hồ. Trên Sài Gòn thì rửa cũng sạch, chứ ở dưới đây rửa cũng vậy. Dưới đây thì mà rửa nó cũng như thế. Bữa lột cho keo chùm ra nó còn keo. Lột keo còn lắm nha mà. Đó. Quay. Này mới lột keo ra nha anh em. Ủa còn cái tem ở đâu? Tem chữ Z đâu? Nó cầm ở bên kia luôn rồi. Tem nó mắc lắm á. Để kêu để hỏi lại cho em hỏi lại cho. Cái bộ đi can tem á, mấy cái chữ Z á. Bữa nó dán keo quay qua đây. Dán cái bộ kêu trong chùm xong á, nó lột bộ chùm. Cái này còn, cái này lột lại. Cái thằng này chủ xe là nó chở gái. Chở gái lột lại. Cái máy 216 này là nó có nồi chống trượt nên nó nhẹ lắm nha anh em. Nó nhẹ hơn là 24, 25 á. Quay vô mát nè, vô mát quay nè. Đây bên trong. Bữa nó ồn quá nó bứt lại bớt. Rồi sạch sẽ luôn. Cao su này chủ xe chở gái á, rồi chắc quên đem theo bao cao su.
lấy miếng cao su này lấy ra nó bị sứt miếng nè anh em thấy không, sứt miếng cao su. Lấy lại nếu mà lấy con này không đẹp bằng con 650 nha. Trời, 650 650 có 2 cao đô hả? Trời ơi, có 2 cao đô 2K. Cắt cho này chăng, con này đi cũng đi cũng 10K, 90K rồi. Bây giờ thì cũng đi 650 bữa là cái lúc mà em lấy á là nó có 1K6 à. Thì nói chung xe nào xe xô, xe nào đẹp thì nó đẹp, xe nào không đẹp thì nó không đẹp thôi. Con 650 đâu chê đâu. Con này thì đương nhiên là phải mà, chê. Mà nếu mà con này mà so với những cái con mà cùng lứa luôn á là con này đẹp hơn. Là còn được á. Chứ trừ khi ông nào mà mua 2016 mà để dựng nó thôi. Cái gì về lấy mấy cái trong đây mà cũng chưa tắt ra cái kem của nó. Nó chùm keo á, chùm xe nguyên xe luôn. Em mới lột. Nó chùm trên mắt ô tô luôn hả? Chùm đâu mấy con. Chùm nguyên con luôn. Xong cái thằng chùm nó làm ngu quá, làm chóc cái tem. Cái nó bỏ cái tem đâu á. Vì án đề can nguy hiểm lắm. Vì án đề can cũng là một mấy thằng cái khi mà lột ra cái đó cái tem của mình luôn. Tại mấy cái thằng thợ dán nó em còn bill hãng nào rồi đầy đủ hết đúng không? Còn toàn lao hết trơn rồi. Rồi hết mà đó bữa hoạn người cho mày đó. Cái bill mà ổng mua đó. Phải không? Mấy cái này không đáng kể nha anh em, mấy cái này là từ 2016 tới giờ rồi thì máy nhưng mà quan trọng là cái này đẹp rồi, cái này dễ mà có cái gì. Quan trọng mà lát nữa vô chủ xe bớt tiền thì xử lý. Cái đó là sự thật mà. Để xin em điện ổng coi. Tại cái giấy đó của em chụp hình lại à. Để sao tin nhắn. Có cái gửi cho anh rồi. Bữa có chụp lại giấy đó mà không có sách về của đỡ nhận rồi. Chì này còn mấy chìa? Chì này còn 2 cái nhưng mà nợ em nợ 1 cái. Để ông kêu em ship qua cho. Nợ nha, nghe coi coi clip nợ nha anh em. Lại bữa không có là chết khách ra chửi. Nợ nha. Này hay nghe bài Châu Hải Phong mà. Nợ anh một lời xin lỗi. Nó đang đi Hà Nội nó qua tuần nó về đó, nó đem qua. Nói mấy con mô tô này mà chạy mà bảo dưỡng đúng mà chạy 100 ngàn đúng không? Không. Này cái đuôi. Quay thực tế cho anh em coi. Còn ông nào muốn im á cho cái này vô lại xe là nè. Bầu. Như là nó im lại để đi làm gì đó, khác xe gì đó. Còn miếng xăng nữa. Rồi bán xe miếng xăng nữa. Chết luôn hả? Làm nãy giới thiệu là đi mua xe của thiếu gia Vũng Tàu. Chết rồi. Nãy giới thiệu đầu tiếp là đi mua xe của thiếu gia Vũng Tàu là có nghĩa là hôm bữa là đổi chiếc 650. Đổi chiếc 650 lên Z1000, bây giờ Z1000 bán tiếp. Mà thiếu này là thiếu gia chết rồi. Vậy là nó tự nhận nó là thiếu gia luôn hả? Đâu thì mình nói cho sơm sơm cho clip thì nghĩ coi bây giờ xe ôm hay là chạy ráp rồi sao mà đủ tiền mua xe mua tô chơi. Phải thiếu gia con chủ vừa gạo mới đủ rồi. Giờ chạy thử dít ngàn thì nó rất là dễ chạy anh em. Làm việc hồi sau anh ấy không chạy có khi nữa ngồi sau bắt con chạy luôn á. Chạy luôn á, có mấy clip chạy luôn á. Mấy clip rồi. Không sao đâu, sao đâu. Được đúng không? Okay, được. Mình có địa chỉ, có địa chỉ sao? Không, có uy tín. Đâu có. Để lại chiếc con bán tải. Lời con bán tải. Có cha được đúng không? Chạy luôn rồi lời con bán tải. Đúng rồi. Rồi em cứ quay anh chạy vòng thử. Có dừng lại con dắt ngàn thì dắt nó cũng bình thường anh em à. Có điều mình bưng lên nó hơi khó thôi. Chạy. Cái tiêu đậu bạn đi.
Đây là mình xuống mua dép ngàn của thiếu gia Bà Rịa Vũng Tàu dở mày thôi, chứ thực chất đây không phải thiếu gia mà đây là đại gia. Dạ, dơ đầy dạ, đây, xương, dạ, đây là chủ con của chủ Diệu Gạo, rồi bán gạo ở tên là Diệu Diệu Gạo Lộc Ngon. Lộc Ngon đó, rồi Google Maps đó. Không, mình PR là bởi vì vậy này nè, hứa là tặng cái cặp mà tặng một cặp vỏ dép ngàn mới cho anh em là mua xe. Cặp vỏ đó bây giờ anh em mua mới cũng tiền không á anh em. Mắc lắm á. Phải ở dép ngàn cũng phải gần chục dít á. Đúng rồi, phải là tầm 80 triệu đúng đó, không? Đó, thì PR là do là lên kênh là tặng cho anh em mà mua xe này. Tặng cặp vỏ hỗ trợ. Xe thì lý lịch rõ ràng anh em khỏi lo, có lý lịch chính hãng luôn. Rồi bây giờ chủ xe đã đặt cặp vỏ tại cái vỏ zin theo xe á. Mấy năm rồi, nó nứt rồi. Mình đi vẫn được nhưng mà đi nếu mà đi tốc độ cao rất là nguy hiểm. Thì ở đây cam kết tặng cho mình cặp vỏ luôn. Nó quay clip để giữ vật chứng rồi, rồi anh em nào mà sang tên đó là hỗ trợ hồ sơ cho anh em luôn. Đúng rồi, hỗ trợ đúng hồ sơ cho anh em luôn là xong đó, thấy không, buôn bán uy tín rồi đàng hoàng là xong. Ok vậy thôi, rồi ok bắt tay làm quen này là chơi đủ lứa xe rồi đó, chơi cũng phải 6-7 xe rồi đó, theo mình nhớ là vậy đúng không, cỡ đó cỡ đó cỡ 6-7 xe rồi đó chứ không phải ít đâu. Mà nội mình mua là cũng mua từ đây là gặp ba chiếc rồi, nếu mà tính luôn chiếc kia, chiếc bí mật. Nói với bạn chứ chiếc nào cũng can xà beng hết. Rồi chiếc này là 4 rồi. 4 rồi đó. 4 rồi. Đúng rồi, 4 rồi. 4 chiếc rồi, 4 chiếc rồi. Rồi, lấy xe về rồi sẽ quay mút banh cho anh em. Ăn tô bánh canh siêu to khổng lồ luôn nè anh em. Đã quay gần. Này là xương nè, đó, xương que. Tôm. Này nữa, đúng ngon luôn. Cực kỳ ngon. Nè thêm miếng chanh nữa. Này là bánh canh gì ta? Bánh canh Long Hương á anh em. Thấy nhiều người ghé ăn đó mình ghé. Long Hương Bà Rịa. Để thử nha. Quá đã. Ngon. Ngon anh em. Nên ghé ăn thử nha, cái này mình đâu có review lấy gì đâu. Mình ăn, thấy mình đi mua xe, thấy chỗ nào mà ngon là mình ghé vô ăn. Lấy này là chấm nè, ngon. Tuyệt vời lắm. Đâu ra đó là cái tháng rồi. Rồi, mời anh em ăn. Quýt chín cộng bánh canh. Chung ăn ngon quá nè, nên thử. Ok. Rồi, về tới nhà rồi anh em ơi. Bây giờ sẽ tiến hành dọn rửa, tháo ra, gọn rửa. Tháo luôn cái yếm này nè, nó còn để can sót mà, thấy không? Tháo yếm. Thì cơ bản con dép ngàn này còn zin khá nhiều. Kính zin, bôi zin, đuôi zin. À, còn nguyên bản rất là nhiều, xi nhan zin vẫn còn nguyên bản. Thì con này là khá ok nha anh em. Một những con xe mà Z1216 khó xăng, quan trọng là giá rất là tốt. 200 lẻ thôi. Mà anh em biết rồi đó, được tặng thêm cái cặp vỏ nữa, cặp vỏ 10 triệu nữa thì anh em thấy rất là lời. Là có nghĩa là xe này anh em về là anh em không cần tốn bất kỳ chi phí nào nữa luôn. Có nghĩa là không có tốn bất kỳ chi phí, mua về chỉ chạy là đúng nghĩa là chỉ chạy thôi đó nè. Đây là cái vỏ zin theo xe. Vỏ zin theo xe thì nó đúng đát nha anh em, 13.000 cây đã phải còn gai chỉ đầy đủ. Nhưng mà do quá trình thời gian lâu rồi thì nó phải nứt thay. Đó anh em, mình không sử dụng nó không có mòn nhưng mà vẫn phải thay. Đó, xe này là đúng là không sử dụng nhiều luôn ha anh em ha. Anh em nhìn là biết cái vỏ zin. Ok. Máy zin, sân zin. Thì mấy chỗ này á mình sẽ không có dặm tuốt gì nha anh em, tại vì zin là nó phải vậy đó anh em. Zin là nó phải vậy. Zin là mình ngồi là nó phải không còn đen nữa, nó phải chốc ra. Đó. Đây tay zin nè, rất là đẹp luôn. Tay zin là không có dấu vết gì. Rất là đẹp. Đó, tay zin là không có dấu vết gì luôn. Đó, rất là đẹp. Kiến zin này còn đủ một cặp. Cái tem zin chữ Kawasaki là hình như là vẫn còn nha anh em. Tại vì hồi trước người ta dán đề can á, người ta
cắt cái đó người ta đem cất. Bây giờ người ta lột đề can ra thì dấu lột vẫn còn anh em. Đó, dấu lột và anh em nhìn kỹ vô, dấu cái lột nữa mình về lột sạch rồi mình gắn lại cái chữ Kawasaki Z vô.